Chương trình Vietcase Tonight được bảo trợ bởi Văn phòng Quốc tịch Mỹ. Văn phòng Quốc tịch Mỹ cam kết giúp người già, người bệnh không cần thi, vẫn được quốc tịch, tù tội, vẫn được quốc tịch Mỹ. Văn phòng Quốc tịch Mỹ nằm bên trong chợ Sài Gòn Supermart. Điện thoại 714-756-0946. HQ Sing Karaoke, số điện thoại 678-884-8888 hay là trang nhà hqsing.com. Công nghệ digital chống hú tuyệt đối với chế độ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trên thế giới. 12 tháng, 1 đổi 1, mới 100%. Trung tâm BST dầu Khuynh Diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu Ultra Heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Đây là chương trình Vietcase Tonight với Anh Dũng và Thanh Thảo. Kính chào toàn thể quý khán giả, mời quý vị đến với chương trình Vietcase Tonight. Kính mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức buổi tối ngày hôm nay, thứ ba, ngày 9 tháng 4, 2024. Sau đây là các bản tin chính. Dân biểu Marjorie Taylor Greene đưa ra bản cáo trạng gay gắt với Chủ tịch Hạ viện. Thủ tướng Israel đối mặt với áp lực trong đảng nhằm mở cuộc tấn công vào Rafah tại dải Gaza. Ngoại trưởng Blinken họp báo chung với người đồng cấp David Cameron. Ông bà Crumbly bị tuyên án từ 10 đến 15 năm và đây là hình phạt lịch sử trong vụ con của họ nổ súng tại trường học. Hoa Kỳ chuyển giao vũ khí tịch thu của Iran cho Ukraine. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tịch thu gần 1.4 tỷ Mỹ Kim từ quỹ cứu trợ COVID bị đánh cắp. Bầu cử tại Ireland, Simon Harris trở thành tân thủ tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Hãy thận trọng khi tìm sự hỗ trợ về hồ sơ khai thuế trên mạng TikTok. Và thưa quý vị, đó là các bản tin chúng tôi sẽ cùng gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần tin chi tiết mở đầu với Anh Dũng. Dân biểu của đảng Cộng Hòa, bà Marjorie Taylor Greene, đại diện cho Georgia, đã vừa đưa ra một bản cáo trạng gay gắt đối với sự lãnh đạo của Chủ tịch Hạ viện ông Mike Johnson trong một bức thư gửi cho các đồng viện của bà vào ngày thứ Ba hôm nay, theo một bản sao đã được chia sẻ với đài CNN. Trong một sự leo thang đáng kể về việc mà bà cố gắng xây dựng khả năng để lật đổ ông Mike Johnson. Mặc dù dân biểu Green không cho biết là liệu bà ấy có dự định tiến hành một cuộc bỏ phiếu trên sàn về việc loại bỏ ông Johnson hay không, tuy nhiên, những lời chỉ trích gay gắt đánh dấu lần đầu tiên bà ấy trực tiếp đến hội nghị của đảng Cộng Hòa ở Hạ viện để cùng tham gia vào nỗ lực của mình và cho thấy rằng bà ấy sẽ không lùi bước trước những lời đe dọa của mình khi mà các nhà lập pháp đang quay trở lại Washington sau kỳ nghỉ kéo dài trong vòng 2 tuần vừa qua. Về phần mình thì Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã cố gắng để hạ thấp mối đe dọa và cố gắng để đưa ra một số những xoa dịu căng thẳng. Ông nói, tôi tôn trọng bà Marjorie, bà ấy sẽ luôn mở cửa cho văn phòng của Chủ tịch Hạ viện. Đôi khi chúng tôi thực sự có những khác biệt liên quan đến vấn đề chiến lược, nhưng chúng tôi có chung một niềm tin. Thành viên đảng Cộng hòa Louisiana đã từng nói với đài CNN trong một tuyên bố vào tuần trước. Cũng theo một nguồn tin quen thuộc với CNN, rằng mặc dù cặp đôi này đã nói rằng họ sẽ kết nối vào tuần trước, nhưng điều này đã chưa hề xảy ra. CNN đã liên hệ với văn phòng của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nhưng chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào. Trong lá thư được gửi ra trong ngày hôm nay thì bà Green đã trình bày một trường hợp chi tiết để chống lại Chủ tịch Hạ viện với lời cáo buộc là ông Johnson đã không thực hiện những lời hứa mà ông đã từng nói và đã vi phạm vào các quy tắc tố tụng lập pháp. Bà thậm chí còn đổ lỗi cho Mike Johnson vì đã gây ra sự nguy hiểm cho đa số thành viên Cộng hòa ở Hạ viện khi không làm nhiều hơn để có thể ngăn chặn một số các thành viên đảng Cộng hòa sắp nghỉ hưu rời quốc hội sớm. Bà Green viết, thật không may, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã không tuân theo một trong những nguyên lý tự áp đặt của mình. Và bà nói thêm, ông ta đang ném đa số mỏng như dao cạo của chúng ta vào sự hỗn loạn bằng cách không phục vụ hội nghị đảng Cộng hòa của mình, của chính ông ấy đã bầu ra ông ta. Và như vậy thì chúng ta phải có một nỗ lực để có thể thay thế ông ấy. Sau có bản tin liên quan đến cuộc chiến tại Gaza, Thủ tướng Israel đối mặt với áp lực trong đảng để mở cuộc tấn công vào thành phố Rafah ở Gaza. Sau khi quân lực Israel đã rút khỏi thành phố Khan Yunis, thì Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel đang cảnh báo rằng ông Benjamin Netanyahu không thể tiếp tục giữ chức Thủ tướng nếu ông ta kết thúc chiến tranh với Hamas mà không phát động một cuộc tấn công trên bộ ở thành phố Rafah. Đó là một trong những áp lực thêm mà Thủ tướng Israel phải đối mặt.
Xe tăng và quân đội Israel vừa trở về từ miền nam của dải Gaza, dấu hiệu của một cuộc rút quân lớn và một vấn đề chính trị đau đầu khác đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Các đối tác điều hành cánh hữu của ông đã bày tỏ sự phẫn nộ với việc Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir cảnh báo rằng ông Netanyahu sẽ không có nhiệm vụ tiếp tục giữ chức thủ tướng nếu ông kết thúc chiến tranh mà không xâm lược Rafah. Ông Netanyahu đã phải đối mặt với làn sóng biểu tình ngày càng tăng, kêu gọi bầu cử sớm và thỏa thuận con tin. Trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến Israel-Hamas, không có những cuộc biểu tình rầm rộ chống chính phủ như hiện tại. Nhưng ngày càng nhiều người Israel xuống đường biểu tình, lên tiếng phản đối chính phủ hiện nay và chống lại ông Benjamin Netanyahu. Ông Noam Gandol là một kỹ sư nhu liệu điện tử 30 tuổi đã nói rằng không ai trong chúng tôi muốn biểu tình phản đối. Về cơ bản, chúng tôi chỉ muốn sống sót. Tôi nghĩ chúng tôi không hề lo sợ cho mạng sống của mình trong lúc này mà cho rằng đã đến lúc phải thay thế chính phủ. Cựu Thủ tướng Israel là ông Ehud Olmert nói rằng ông Netanyahu nên từ chức, cáo buộc ông ta đã đặt sự tồn vong của chính phủ lên trên lợi ích của đất nước. Ông Ehud Olmert nói, bạn không thể điều hành quốc gia trên cơ sở ưu tiên lợi ích cá nhân của Thủ tướng. Đó là những gì mà ông ta đã làm và do đó ông ta không phù hợp. Hơn 50% người Israel cũng nghĩ như vậy. Họ không tin tưởng ông ta và cho rằng ông ta đang điều hành cuộc chiến dựa trên lợi ích cá nhân của mình. Ông Aviv Bolshinsky là cựu cố vấn của Thủ tướng Netanyahu, cho biết cách đây nhiều thập niên, ông Netanyahu đã học được cách luôn luôn ưu tiên những người sẽ giúp cho ông nắm quyền. Bất chấp những lời hùng biện từ Bộ trưởng An ninh Quốc gia Ben-Gvir, các đối tác của cánh hữu của ông Netanyahu dường như vẫn chưa có ý định lật đổ ông ta. Kêu gọi bầu cử mới từ đối thủ chính của ông là thành viên nội các chiến tranh Benny Gantz. Ông Benny Gantz là bộ trưởng nội các chiến tranh đã nói, tôi tin rằng xã hội Israel cần gia hạn hợp đồng với giới lãnh đạo của mình. Và thêm vào đó là những lời chỉ trích ngày càng gay gắt từ Tòa Bạch Ốc đang dẫn đến nhiều sự thách thức hơn từ Thủ tướng Israel. Ông Netanyahu đã lên tiếng phản đối rằng, phía Hamas hy vọng áp lực từ bên ngoài và bên trong sẽ khiến cho Israel phải đầu hàng trước những yêu cầu thái quá này. Nhưng áp lực của cộng đồng quốc tế nên nhắm vào Hamas. Hiện tại ông Netanyahu đang ngăn chặn các cuộc bầu cử sớm là điều mà các cuộc thăm dò cho thấy. Ông ta có thể sẽ thua đối thủ Benny Gantz, là người vẫn đang còn cân nhắc việc rời khỏi chính phủ. Hôm nay thứ ba, Ngoại trưởng của Vương quốc Anh, Lord David Cameron đã có mặt ở tại Washington để cùng tham dự một cuộc gặp gỡ, cuộc hội kiến với Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Antony Blinken. Xuất hiện cùng chung trong một cuộc phỏng vấn của báo chí tại Washington, cả hai đã trả lời một số các câu hỏi của phóng viên báo chí. Đài BBC London đã hỏi ông Cameron tại sao cho đến một tháng sau vẫn chưa hề có bất kỳ một thông báo nào về quyết định sẽ về việc bán vũ khí cho Israel từ Vương quốc Anh. Ngoại trưởng Cameron đã lên tiếng xác nhận rằng việc bán vũ khí của Anh cho Israel sẽ không bị đình chỉ. Thông báo này đã được đưa ra sau áp lực ngày càng gia tăng lên chính phủ Vương quốc Anh liên quan đến việc buôn bán vũ khí với Israel sau cuộc không kích giết chết các nhân viên cứu trợ của World Central Kitchen và cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay đang diễn ra tiếp tục ngày càng gia tăng tại dải Gaza. Một số các bộ trưởng đã được hỏi liệu cơ quan tư vấn pháp lý có xem là Israel sẽ vi phạm luật nhân đạo quốc tế hay không. Và nếu như được chứng minh, thì cuối cùng điều này có thể dẫn đến việc cấm bán vũ khí từ Vương quốc Anh cho Israel. Vào ngày 8 tháng 3 trước đây, thì Lord David Cameron cho biết là ông đã nhận được lời khuyên mới về vấn đề này trong những ngày sắp tới. Tuy nhiên, cho đến ngày hôm nay thì người ta chưa thấy rằng Bộ Ngoại giao hoặc là Thủ tướng Anh Quốc đưa ra bất kỳ một quyết định nào liên quan đến điều nói trên, tức là cấm bán vũ khí cho Israel. Lord David Cameron đã nói, cho đến nay thì chưa hề có bất kỳ quốc gia nào có cùng quan điểm để đưa ra quyết định đình chỉ giấy phép xuất khẩu vũ khí hiện có sang Israel. Và tôi muốn nói thêm rằng Israel vẫn là đối tác an ninh phòng thủ quan trọng của Vương quốc Anh. Tuy nhiên, thư ký đối ngoại của Đảng Lao động Vương quốc Anh, David Lammy thì cho rằng quan điểm của chính phủ đơn giản là chưa đủ tốt. Cũng liên quan đến vấn đề này, thưa quý vị, thì Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu đã cho biết rằng ông đã ấn định ngày cho chiến dịch để tiến công vào Rafah, nhưng không nói rõ chính xác là khi nào. Trong khi đó thì Israel cho biết là họ đang nhắm mục tiêu vào 4 tiểu đoàn của lực lượng Hamas vẫn còn hiện diện tại Rafah.
Ngoại trưởng Blinken trong phần phát biểu của mình cho biết Hoa Kỳ đang có một cuộc trò chuyện đang diễn ra với Israel về bất kỳ hoạt động nào tấn công vào Rafah. Phóng viên của đài BBC London cũng đã hỏi ông Blinken về cuộc không kích tuần trước của lực lượng Israel khiến cho 7 công nhân của tổ chức từ thiện World Central Kitchen thiệt mạng và liệu gia đình của Jacob Fickinger là một công dân Canada gốc Mỹ trong số những người thiệt mạng có thể mong đợi trách nhiệm đáng kể hay không. Ngoại trưởng Blinken cho biết là ông hy vọng hiện nay các cuộc đàm phán giữa những quan chức Israel và Hoa Kỳ sẽ diễn ra một cách tốt đẹp vào tuần tới liên quan đến hoạt động quân sự tiềm năng của Israel ở tại khu vực Rafah, tại dải Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày hôm qua thì cho biết là chiến thắng trước lực lượng Hamas đòi hỏi quân lực của Israel phải tiến vào được Rafah và cho biết là ông đã ấn định ngày cho hoạt động này bất chấp các cảnh báo của Washington là không nên tiếp tục. Sau cùng một bản tin là một bản tin về lịch sử của tòa án. Ông bà Crumpley bị tuyên án tù từ 10 cho đến 15 năm là hình phạt lịch sử trong một vụ là con họ nổ súng tại trường. Lịch sử pháp lý đã được thực hiện tại tòa án ở Michigan hôm thứ Ba ngày 9 tháng 4 năm 2024. Ông bà Jennifer và James Crumpley đã bị kết án về tội ngộ sát. Điều này xảy ra sau khi con trai của họ đã nổ súng giết chết 4 học sinh tại trường trung học Oxford ở Michigan năm 2021. Đây là trường hợp kết án đầu tiên thuộc loại này, buộc cha mẹ của kẻ xả súng ở trường học cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý. Gia đình nạn nhân cũng đã được phép trực tiếp phát biểu với phạm nhân Crumpley. Bà Jennifer Crumpley đã nói trước tòa rằng vợ chồng của bà từng khoe rằng họ có một đứa con hoàn hảo. Giờ đây thì Jennifer và James Crumpley đã bị kết án vì vai trò của họ trong hành động chết người của con trai họ. Thẩm phán Cheryl Matthews, quận Oakland, tòa án Michigan đã phán rằng đó là bản án của tòa này. Thưa bà Crumpley rằng bà phải ngồi tù từ 10 cho đến 15 năm tại sở cải huấn Michigan. Ông James Crumpley cũng nhận được bản án tương tự. Mỗi người nhận được tín dụng trong 858 ngày mà họ đã bị giam giữ. Cặp vợ chồng này đã bị kết án có tội tại hai phiên tòa riêng biệt vào đầu năm nay. Mỗi người bị buộc 4 tội ngộ sát. Con trai của họ là thủ phạm nổ súng tên Ethan Crumpley đang thụ án tù chung thân, không có cơ hội ân xá vì đã giết 4 người bạn cùng lớp tại trường Oxford hồi tháng 11 năm 2021 với khẩu súng mà cha của cậu ta đã mua cho cậu. Gia đình của 4 học sinh bị thiệt mạng đã nói chuyện với hai phạm nhân trước khi tuyên án. Bà Jill Soav là mẹ của nạn nhân Justin Schilling đã nói rằng có vẻ như một trong hai người không hề yêu quý hay thậm chí muốn có con trai của mình. Nhưng tôi hết lòng yêu thương và trân trọng con trai tôi. Bà Nicole Bosole là mẹ của nạn nhân Madison Baldwin thì nói khi bà nhắn tin Ethan đừng nhắn tin nữa thì tôi lại đang nhắn tin cho Madison mà yêu con hãy gọi ngay cho mẹ. Raina St. Juliana là chị gái của nạn nhân Hannah St. Juliana thì phát biểu rằng chị phải sống mà không có Hannah, người bạn thân nhất của chị, nửa kia của chị. Còn Buck Meir là cha của nạn nhân Tate Meir thì xác định gia đình của Tate Meir đã sẵn sàng nghe sự thật, đã đến lúc thúc đẩy sự thay đổi thực sự từ thảm kịch này. Cả hai ông bà Crumpley đều xin lỗi các gia đình nạn nhân. Hai phạm nhân có thể kháng cáo bản án này và thẩm phán cũng cho biết họ không được phép liên lạc với gia đình của các nạn nhân. Thẩm phán cũng sẽ đưa ra phán quyết về việc họ có thể liên lạc với con trai đang thọ án tù chung thân của họ hay không. Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ vào ngày hôm nay thứ Ba cho biết là Hoa Kỳ đã chuyển hàng ngàn khẩu súng máy, súng bắn tỉa, bệ phóng hỏa tiễn và hàng trăm ngàn viên đạn thu giữ từ lực lượng quân sự Iran sang Ukraine vào tuần trước. Ukraine hiện nay đang phải đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí và đạn dược trên chiến trường trong cuộc chiến chống lại Nga. Trong khi đó thì Mỹ không thể gửi thêm thiết bị từ kho dự trữ của mình cho đến khi Quốc hội thông qua các phê chuẩn thêm nguồn tài trợ. CENTCOM, Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ cho biết số trang thiết bị này được chuyển đến Ukraine đủ để trang bị cho một lữ đoàn Ukraine bao gồm khoảng 4.000 binh sĩ với các loại súng trường cỡ nhỏ. Và những vũ khí này sẽ giúp cho Ukraine phòng thủ trước cuộc xâm lược của Nga. CENTCOM đã cho biết trong một tuyên bố. Số vũ khí này thoạt đầu đã được quân đội Hoa Kỳ và các đối tác của họ tịch thu từ 4 chiếc tàu không mang rõ quốc tịch đã quá cảnh riêng biệt kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2021 cho đến ngày 15 tháng 2 năm 2023. Nhưng chính phủ Hoa Kỳ đã không giành được quyền sở hữu các thiết bị thông qua quy trình tịch thu dân sự của Bộ Tư pháp cho đến tháng 12 năm 2023. CENTCOM đã xác nhận.
Đây không phải là lần đầu tiên mà Hoa Kỳ chuyển giao thiết bị quân sự bị tịch thu của Iran cho Ukraine. CNN trước đó đã đưa tin Hoa Kỳ đã chuyển hơn 1 triệu viên đạn Iran bị tịch thu cho lực lượng vũ trang Ukraine vào hồi tháng 10. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tịch thu gần 1.4 tỷ Mỹ Kim từ quỹ cứu trợ COVID bị đánh cắp. Chính quyền Liên bang Hoa Kỳ đang đạt được tiến bộ sâu rộng trong việc bắt giữ những kẻ ăn trộm quỹ cứu trợ đại dịch COVID-19 và truy tố họ. Hôm thứ Ba, ngày 9 tháng 4, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết lực lượng đặc nhiệm thực thi vụ gian lận COVID-19 của họ đã thu giữ gần 1 tỷ rưỡi Mỹ Kim tiền bị đánh cắp. Hơn 3.500 người được cho là đã bị buộc tội liên bang liên quan đến việc gian lận cứu trợ, tổng trị giá hơn 2 tỷ Mỹ Kim. Và các công tố viên cũng đã đạt được hơn 400 thỏa thuận và phán quyết dân sự cho cuộc điều tra của họ, với tổng trị giá hơn 100 triệu Mỹ Kim. Số tiền bị Bộ Tư pháp tịch thu đã được lấy một cách gian lận thông qua đạo luật viện trợ, cứu trợ và an ninh kinh tế, viết tắt là CARES, do siêu vi khuẩn Corona gây ra. Đây là dự luật kích thích kinh tế mang tính bước ngoặt năm 2020 nhằm thiết lập các chương trình phân phối hàng ngàn tỷ Mỹ Kim viện trợ cho các cá nhân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Trong một ví dụ được trích dẫn trong bản báo cáo, một chủ doanh nghiệp ở Washington đã nhận tội gian lận để lấy được hơn 16 triệu Mỹ Kim tiền cứu trợ đại dịch bằng cách nộp đơn xin tài trợ cho hàng chục doanh nghiệp do ông ta hoặc là các cộng sự viên của ông ta sở hữu với thông tin sai lệch, và nhiều doanh nghiệp trong số đó không hoạt động. Nhưng các bị cáo không chỉ giới hạn ở các chủ doanh nghiệp. Chẳng hạn, văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại quận South Florida đã truy tố 17 nhân viên tại văn phòng cảnh sát trưởng Brownwood vì mỗi người đã nộp đơn xin cứu trợ đại dịch một cách gian lận và nhận tổng cộng là 500.000 Mỹ Kim một cách bất hợp pháp. Tổng số tiền bị lừa đảo trong thời kỳ đại dịch COVID-19 có thể lên tới hàng trăm tỷ Mỹ Kim. Hồi năm 2023, văn phòng giải trình chính phủ ước tính rằng tổng số tiền gian lận bảo hiểm thất nghiệp trong thời kỳ đại dịch là từ 100 tỷ đến 135 tỷ Mỹ Kim, chiếm từ 11 đến 15% tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp được trả trong thời kỳ đại dịch COVID. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ là Merrick Garland đã đưa ra một tuyên bố nói rằng công việc vẫn chưa kết thúc và họ sẽ tiếp tục điều tra và sẽ truy tố những kẻ phạm tội ác này. Simon Harris đã chính thức trở thành thủ tướng trẻ nhất của Ireland từ trước tới nay và chính thức đã nhậm chức tại Dublin vào ngày hôm nay thứ Ba, sau khi cựu thủ tướng của nước này, ông Leo Varadkar, bất ngờ từ chức vào tháng trước sau khi ông đã có chuyến viếng thăm Hoa Kỳ. Simon Harris, năm nay 37 tuổi, đã tranh cử để thay thế cho ông Varadkar làm lãnh đạo của đảng Fine Gael cầm quyền và hiện nay phải thực hiện một số các thủ tục cuối cùng để nắm quyền. Và tất cả đã được hoàn tất tại Dáil, là quốc hội của Ireland. Ông Harris đã nắm giữ một số các chức vụ trong chính phủ kể từ khi được đánh giá là một ngôi sao chính trị đang lên vào cuối những năm mà ông này 20 tuổi, và gần đây nhất là chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Đại học và Khoa học. Tuy nhiên hiện nay, theo giới nhận định cho biết, ông Simon Harris phải đối mặt với một thách thức chính trị khó khăn trong những tháng sắp tới. Đó là đối phó với một cuộc tổng tuyển cử tại Ireland, và cuộc tổng tuyển cử này sẽ được tổ chức muộn nhất vào cuối tháng 3 năm 2025. Và đảng cầm quyền Fine Gael dẫn trước nhóm Cộng hòa Ireland Sinn Féin, nhóm từng là cánh chính trị của quân đội Cộng hòa Ireland, viết tắt là IRA. Cựu thủ tướng Varadkar đã lãnh đạo trách nhiệm tự do hóa một số các luật bảo thủ xã hội của Ireland. Đáng chú ý nhất là đã nới lỏng một số các quy định nghiêm ngặt về việc chống phá thai của Ireland. Tuy nhiên, chính phủ của ông đã phải đối mặt với những phản ứng dữ dội về cuộc khủng hoảng nhà ở tại Ireland và số lượng người nhập cư tăng vọt tại Ireland trong thời gian vừa qua. Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi đắc cử, thì ông Simon Harris đã lên án hành vi của Israel tại dải Gaza và ông thề là sẽ không im lặng về cuộc chiến trong những nhận xét ngay lập tức khiến ông trở thành một trong những người phương Tây chỉ trích Israel mạnh mẽ nhất. Sang một bản tin liên quan đến việc hãy thận trọng khi tìm sự hỗ trợ về hồ sơ khai thuế trên mạng TikTok. Hạn chót để khai thuế lợi tức đang đến gần và chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến ngày 15 tháng 4. Tuy nhiên, những người tìm lời khuyên về thuế vụ vào phút cuối trên mạng xã hội không phải lúc nào cũng nhận được những lời khuyên tốt nhất, theo Sở Thuế Liên bang IRS cho biết. Sở Thuế đã nêu vài điều cần chú ý. Từ việc lập ngân sách gia đình cho đến thanh toán khoản nợ sinh viên, hashtag FinTalk đã bùng nổ trên mạng xã hội TikTok.
Ông Nick Boney là biên tập viên quản lý của CNET cho biết, nó thực sự cho thấy có bao nhiêu người đang tìm kiếm lời khuyên tài chính cá nhân, cách tiết kiệm tiền lương, cách chi tiêu tiền lương và đặc biệt là trong thời gian này, trong năm, cách nộp thuế. Ông Brad Messner thuộc Hiệp hội Quốc gia các chuyên gia thuế và là giáo sư tại trường đại học Pittsburgh đã nói rằng mạng xã hội có thể là nơi giới thiệu một số nguồn hữu ích về chủ đề thuế, nhưng không phải tất cả đều có độ đáng tin cậy và chuyên môn như nhau. Giáo sư Messner nói thêm, trong nhiều trường hợp có rất nhiều tình tiết phức tạp và sắc thái khác nhau, vì vậy không có cách nào cho một đoạn clip dài 15 giây hoặc thậm chí 30 giây hoặc là 3 phút để giải thích tất cả các chi tiết xung quanh chủ đề thuế. Sở thuế liên bang IRS đã cảnh báo trong tuần này về thông tin xấu trên mạng xã hội, bao gồm các âm mưu như là lạm dụng biểu mẫu W-2 để lừa đảo khoản tiền thuế được hoàn lại lớn hơn và có thể khiến cho người nộp thuế gặp phải rắc rối lớn. Ông Nick Warney là quản lý biên tập tại CNET nói rằng người thọ thuế nên tự nghiên cứu, thực hiện việc kiểm tra thực tế những điều được họ nói trên các mạng xã hội. Hãy tham khảo những nguồn tin đáng tin cậy cơ bản và đừng làm theo những lời suy dục của một kẻ nào đó về việc làm giàu nhanh chóng hoặc là tìm thông tin có thể là thông tin sai lệch. Cuối cùng thì chuyên gia thuế kệ kiêm giáo sư Messner cũng nói, chính cá nhân người nộp hồ sơ khai thuế sẽ phải chịu hết trách nhiệm về hồ sơ của mình. Ông nhấn mạnh khi bạn nộp hồ sơ khai thuế và ký vào tờ khai thuế đó, do người khác hoàn tất hay là do bạn hoàn tất thì bạn vẫn là người phải chịu trách nhiệm về thông tin trong bản hồ sơ này. Và nếu sở thuế có bất cứ nghi vấn gì cần phải hỏi bạn thì câu trả lời tôi tìm thấy điều đó trên TikTok sẽ không phải là câu trả lời hợp lệ cho một cuộc kiểm toán hồ sơ khai thuế và có thể dẫn đến hình phạt đối với người nộp hồ sơ. Và Thanh Thảo không biết là anh Dũng nghĩ sao chứ mấy cái tin trên mạng xã hội rất là nhiều tin vịt. Tôi nghĩ là có nhiều cái tin hữu ích nhưng mà những cái TikTok là của các tư nhân, họ trình bày cái quan điểm hoặc là những cái kinh nghiệm cá nhân của từng trường hợp mỗi người, cho nên không thể là một cái mẫu số chung cho tất cả mọi trường hợp. Do đó mà nếu chúng ta cần tìm những cái thông tin thì nó phải tìm những cái nguồn chính thức, chẳng hạn về cái vấn đề khai thuế thì phải lên trang của irs.gov. Vâng, IRS, những người mà hồ sơ đi làm đơn giản có thể được khai thuế miễn phí nữa kìa. Còn những người mà có hồ sơ phức tạp hơn một chút thì hãy lên những cái nơi đáng tin cậy lâu năm như là H&R Block hoặc là TurboTax hoặc là bất cứ cái một cái công ty về thuế vụ nào có tiếng nói tâm tiếng cũng như là đã được sự tin cậy. Để vì quý vị làm những hồ sơ ở đó thì quý vị sẽ có bản lưu và cũng như quý vị sẽ có được cố vấn nếu cần thiết. Và không nên nghe bất cứ một cái lời trên mạng xã hội YouTube hoặc là bất cứ một cái trang mạng xã hội TikTok nào. Bởi vì có nhiều người xem, nhiều view không có nghĩa là chính xác. Đúng. Nhiều khi chỉ là thúc đẩy hoặc là người nào đó mua view hay là nhiều khi đó là kinh nghiệm cá nhân của mỗi người. Đúng tùy vậy. Trường hợp cho nên chúng ta không cái là họ có lòng tốt chứ không phải là nhiều. Cũng có người có lòng tốt. Là có người, đâu có người ăn gian. Có những người sẽ là giả mạo. Dạ. Đúng không ạ? Vâng. Dạ. Và không biết là anh Dũng là khai thuế chưa hay là phải xong rồi, tôi xong xuôi rồi. Xong rồi, tôi xong xuôi hết rồi. Thanh Thảo phải gia hạn. Chứng tỏ người nào là người gương mẫu ở đây. Không phải, là vì mình không phải đóng lại, thành là mình sốt sắng, mình khai rất sớm. Dạ vâng. Thưa quý vị, vừa rồi là chương trình Việt Face Tonight với phần trình bày của anh Dũng và Thanh Thảo. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình này và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Xin kính chào tạm biệt. Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Văn phòng Quốc tịch Mỹ. Văn phòng Quốc tịch Mỹ cam kết giúp người già, người bệnh không cần thi vẫn được quốc tịch, tù tội vẫn được quốc tịch Mỹ. Văn phòng Quốc tịch Mỹ nằm bên trong chợ Sài Gòn Supermarket. Điện thoại 714-756-0946. HQ Sing Karaoke, số điện thoại 678-884-8888 hay là trang nhà hqsing.com. Công nghệ digital chống hú tuyệt đối với chế độ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trên thế giới. 12 tháng, 1 đổi 1, mới 100%. Trung tâm BST dầu Khuynh Diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976. Dầu bạc hà và dầu Ultra Heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Văn phòng Quốc tịch Mỹ có những chương trình khuyến mãi đặc biệt như sau. Nhận làm visa thẻ xanh cho tất cả mọi trường hợp. Khi quý khách mở một bộ hồ sơ thi quốc tịch được tặng 2 bộ hồ sơ du lịch, mở một bộ hồ sơ bảo lãnh được tặng 1 bộ hồ sơ du học. Đặc biệt với chương trình không thi vẫn có quốc tịch, tù tội vẫn có quốc tịch, có lớp thi quốc tịch 1 kèm 1, nhận hồ sơ trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Liên lạc văn phòng tại Lido Sài Gòn, lầu 2 bên trong chợ Sài Gòn Supermarket, văn phòng Việt Nam, tòa nhà Bitexco, quận 1 Sài Gòn. Chúng tôi quyết tâm không để cho bất cứ người Việt nào sống trên đất Mỹ mà
Để có một dàn karaoke ưng ý về chế độ bảo hành và phục vụ tốt nhất, xin vui lòng liên hệ HQ Sing Karaoke, số điện thoại 678-884-8888 hay là trang nhà hqsing.com. Với chế độ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trên thế giới, 12 tháng, 1 đổi 1, mới 100%. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7, trọn đời. Công nghệ digital chống hú tuyệt đối, nhớ được nhiều cấu hình phù hợp cho nhiều giọng hát khác nhau, phối ghép rất phù hợp với các loại loa Mỹ JBL, Bose, QSC. Trung tâm S&P xin kính chào quý vị. Là một người làm trong ngành y chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, tôi muốn chia sẻ với quý vị về lợi ích của dầu khuynh diệp, dầu bạc hà, dầu Ultra Heat và dầu Paradise. Sản phẩm được làm bằng các thành phần từ thiên nhiên và đóng gói tại Hoa Kỳ. Dầu của trung tâm S&P giúp giảm đau cơ, nhức đầu, đau dạ dày, ho và nghẹt mũi. Nếu quý vị muốn mua với số lượng nhiều hoặc mua trực tuyến, xin liên lạc với văn phòng tại số điện thoại hoặc tại website